xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với video mới nhất của mình nhé ngày hôm nay thì mình đã tiếp tục chia sẻ cho các bạn về một cái kèo đào coi khá là ngon và ở trên cái kèo này ấy, theo mình đánh giá thì hiện tại khá là nhiều bạn tham gia rồi và nó đã được buy uh, and pr cho cái kèo này rồi thì tương lai mình nghĩ cái kèo này nó sẽ phát triển như cái đồng genex mà hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn là quy đổi ở trên cái sàn uh, remitalo rồi và bây giờ mình sẽ vào cái phần ở trên tiktok là cái sàn bnc là một cái sàn giao dịch lớn nhất thì nó cũng đã pr về cái đồng coin này rồi thì mình nghĩ tương lai cái đồng coin này thì nó còn phát triển mình nghĩ nó sẽ còn cao hơn ở cả cái đồng gen đấy nhé và tỷ giá hiện tại thì đã có rất là nhiều bạn tham gia khai thác nhưng mà cái tổng cung của nó sẽ có giới hạn nha các bạn nhé nên là chúng ta có thể tham khảo luôn đây mình sẽ vào cái mục ở trong bnc cho các bạn xem Đây là một cái phần hình ảnh mà mình đã chụp được ở trên cái tài khoản mà uh, tip đăng ở trên BNC này. Người ta đã PR về cái kèo uh, BLDX ở đây. Cái kèo này thì đợt trước mình có làm một cái video hướng dẫn các bạn là tham gia khai thác đảo miễn phí cái đồng này rồi. Thì cũng có rất là nhiều bạn, kiểu như một số bạn tham gia đảo. Còn một số bạn thì lại không tham gia đảo. Nên là ngày hôm nay mình sẽ làm lại cái video này. Bởi vì mình thấy mấy ngày hôm nay ấy, ấy có rất là nhiều người đã PR về cái kèo này rồi kể cả trang chủ của Binance người ta cũng đã đưa tin lên cái nền tảng này thì mình nghĩ tương lai cái nền tảng này nó sẽ phát triển bởi vì ít mà có những cái kèo mà được trang chủ của Binance mà người ta PR đấy nên là đối với những kèo như vậy thì chúng ta cần phải lên tham gia luôn à, giả sử khi các bạn tham gia khai thác tới này cái đồng coi này nó chỉ cần vài đô thôi chúng ta khai thác được tầm vài chục đồng hoặc là vài trăm đồng là các bạn có một cái số vốn nho nhỏ rồi đó nó chỉ cần 1 đến 2 đô giống như cái đồng xe đấy thôi là các bạn đã có một số vốn nho nhỏ rồi nhá rồi bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn là cách đăng ký này sau đó hướng dẫn download ứng dụng và hướng dẫn khai thác cái đồng BLDX này hoàn toàn là miễn phí nhá cái này khá là ngon nên là các bạn có thể nhanh tay tham gia luôn cho mình thì cái đường link tham gia tải ứng dụng mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhé và khi các bạn ấn vào cái đường link thì nó sẽ hiện ra cái ứng dụng như này đó, Bondic Origin ở đây và hiện tại đã có là hơn 500 lượt tải xuống rồi đấy cho rất là nhiều người cho thấy rất là nhiều người đang tham gia nên là các bạn có thể tranh thủ luôn cho mình nhá đây hơn 500.000 lượt tải xuống rồi đấy rất là nhanh luôn bạn nào mà chưa cài đặt thì các bạn ấn mục phần cài đặt ở đây luôn cho mình. Hiện tại thì mình đã cài đặt rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng này lên nhé. Mình sẽ ấn mục phần mở ở đây. Sau khi mà các bạn ấn mục phần mở cái ứng dụng này lên thì nó sẽ có hai hình thức ở đây. Bạn nào mà chưa có tài khoản nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là đăng ký. Các bạn sẽ ấn mục phần sign up ở đây cho mình này. Đây mình sẽ ấn mục phần sign up ở đây nhé. Ở à, trong cái phần đăng ký này thì rất là đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn điền cho mình cái Gmail này sau đó điền cho mình hai lần cái password vào đây rồi bây giờ mình sẽ điền gmail và hai lần cái mật khẩu của mình vào đây nhá nên nhớ này gmail là ở trong điện thoại của bạn luôn nhá rồi để bài vì tí nữa nó sẽ gửi một cái mã về sim điện thoại cho chúng ta mình sẽ điền vào đây nhá sau khi mà các bạn đã điền xong gmail này cũng như là mật khẩu rồi bây giờ các bạn ấn mục phần sign up vào đây cho mình để chúng ta thể tạo tài khoản ở đây cho mình lúc mà các bạn ấn mục phần sign up có nghĩa là phần đăng ký nó sẽ hiện lên một cái phần để chúng ta có thể xác minh captcha ở đây nhá các bạn ấn một phần ô vuông đây này sau đó các bạn xác minh cho mình captcha ở đây nhá nó yêu cầu là đèn giao thông thì các bạn có thể chọn cho mình đó là đèn giao thông ở đây cho mình này rồi sau khi mà chúng ta đã xác minh mã captcha thành công xong nhá nó sẽ hiện ra một cái phần nhập mã giới thiệu ở đây thì các bạn sẽ điền cho mình cái mã giới thiệu đó là IHTRB đó, viết hoa đấy cho mình nhá để giúp các bạn có thể gia tăng được cái tốc độ đào rồi sau đó các bạn ấn mục phần con tiêu lơ ở đây cho mình này nó sẽ hiện lên cái mục con tiêu lơ nhá đây bây giờ nó sẽ gửi gmail về này đấy, các bạn để ý này nó đã xin chào này query này đó và các bạn cần phải vào đi cái tài khoản gmail mai đây cho mình nhá rồi các bạn mục phần con tiêu lơ ở đây cho mình này là các bạn có thể tham gia đăng ký thành công được rồi bây giờ các bạn có thể đăng nhập vào cái tài khoản mà vừa nãy chúng ta đã đăng ký ở đây. Đấy, để các bạn để ý này, nó đã xin chào rồi. Đây mình sẽ vào cái Gmail để mình có thể verify nhá. Nó sẽ có một cái tin nhắn về Gmail để các bạn để ý này. Đó, verify tài khoản Gmail thì các bạn chỉ cần mở cái tin nhắn này lên cho mình thôi. Sau đó các bạn ấn mục phần verify Gmail cho mình nó có sẽ có một cái dòng tin nhắn màu xanh xanh ấy, cái đường link màu xanh xanh ấy. Sau đó các bạn ấn vào để verify nhá. Bên trên này là nó xin chào chúng ta đến với cái tài khoản này. Đó. Các bạn nên nhớ nhá, ấn vào đây cho mình để chúng ta có thể verify thành công được cái tài khoản mà vừa lấy các bạn đã đăng ký thành công ở đây cho mình. Rồi bây giờ các bạn sẽ đăng nhập vào nhá, đăng nhập vào cái tài khoản mà vừa lấy chúng ta đã đăng ký để mình sẽ hướng dẫn các bạn là tham gia khai thác cái đồng BLDX này hoàn toàn là miễn phí. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập vào ở đây. sau khi mà các bạn đăng nhập thành công nhá, đây là cái tài khoản mà mình đã tham gia khai thác cái đồng BLDX này rồi hiện tại thì mình đang có một số lượng BLDX ở đây và hàng ngày cứ trong vòng 24 giờ ấy, thì các bạn sẽ vào đây nó sẽ hiện lên một cái nút đó là màu start xanh ở đây, các bạn ấn vào đây để các bạn có thể bật để cho nó tham gia khai thác nhá. Lên nhớ cho mình là cứ trong vòng 24 giờ chúng ta cần phải vào đây để các bạn có thể bật và tham gia khai thác ở đây cho mình nhá. nhớ ấy Đấy, cái này nó chạy hết này thì chúng ta phải vào đây bật và cái tổng số BLDX các bạn nhận được trên một giờ nó sẽ hiện ở đây thường các bạn mới đăng ký thì chúng ta sẽ nhận được là 0.24 bạn nào mà muốn tham gia tốc độ đào nó nhanh hơn ấy thì các bạn có thể đi tham gia mời bạn bè đây các bạn ấn một phần in ở đây cho mình này đấy, sau đó các bạn có thể share cho mình cái đường link để các bạn có thể tham gia đi giới thiệu bạn bè để giúp các bạn có thể gia tăng được cái tốc độ đào của bạn nó sẽ nhanh hơn nhá đấy là cái phần đầu tiên này Bên cạnh đó thì các bạn có thể tham gia ấn mục phần Mi Network rồi hoặc là... <laughs> mục setting này để các bạn có thể điền đầy đủ tất cả những thông tin đây nó cũng rất là đơn giản thôi Mi Network này. Đây là cái phần mà các bạn có thể tuyển được bao nhiêu dép. Ở đây các bạn có thể ấn vào đây này. Đấy, những dép đang hoạt động của bạn. Còn đây là những dép mà kiểu nhà không hoạt động này 236 người và kiểu như là khi mà người ta không hoạt động đào ấy thì các bạn có thể ấn vào đây để nhắc nhở người ta tham gia đào nhé đấy nó sẽ có một cái chuông thông báo về cái điện thoại của người ta để người ta có thể tự động vào kích vào để người ta có thể tham gia hoạt động và đào cái đồng này đây là là một cái đồng coi rất là tiềm năng Nên là chúng ta không nên bỏ lỡ còn đây là cái phần mà để các bạn có thể tham gia điền đầy đủ thông tin ở cái mục edit profile này đấy các bạn vào đây và các bạn điền cho mình đầy đủ thông tin vào đây cho mình nhá Verify này đó rồi các bạn điền cho mình điền cho mình luôn cả cái hình ảnh cho các bạn để cái tốc độ uy tín của các bạn nó sẽ cao hơn cho mình nhá để dép này và một số phần thông tin khác rồi mình sẽ quay trở lại này rất rất là nhiều phần ở đây đây là một cái kèo khá là ngon nên là các bạn có thể tranh thủ và tham gia luôn cho mình nhá bạn nào mà chưa tham gia thì cái đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video để các bạn có thể tham gia và khai thác luôn cho mình Rồi, nên nhớ nhá, cứ trong vòng 24 giờ chúng ta cần phải vào đây để các bạn có thể bật và tham gia khai thác cái đồng này. À, 24 giờ mà chúng ta không vào bật ấy, thì cái đồng này nó sẽ không được khai thác nữa đâu, nó sẽ tự đứng im nhá. À, và cái kèo này theo đánh giá của mình nó sẽ tương đương với như cái đồng Zenlex chẳng hạn. Đấy, và tổng cung của nó có giới hạn nhé Tổng cung của nó có giới hạn Nếu mà nhiều người người ta tham gia đào ấy, Đến lúc các bạn tham gia đào mà nó hết rồi Các bạn được ít thì nó sẽ rất là tiếc và giá của nó mà lên cao mà chúng ta được ít thì nó cực kỳ là tiếc nên là nhân cơ hội nó đang cho chúng ta khai thác miễn phí thì các bạn không nên bỏ lỡ cho mình nhá rồi thì trên đây là cái video ngày hôm nay mình hướng dẫn và chia sẻ cho bạn về cái kèo đào cái đồng BLDX này bạn nào không hiểu thắc mắc gì các bạn thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình mình sẽ hướng dẫn bây giờ mình sẽ sang quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất đây Bây giờ mình sẽ quay một cái vần và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhé. Xem video đợt trước của mình có bao nhiêu comment đây. Video đợt trước của mình có 119 comment. Rồi bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất đây. Xin chúc mừng bạn Vũ Minh Thúy này. Cảm ơn bạn rất là nhiều nhé. Thì sau video này bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình. Mình sẽ gửi cho bạn một phần quà. Video của mình kết thúc ở đây. Xin chào tất cả bạn.